Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Đây là chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi. Qua chương trình này chúng tôi cố gắng đưa đến quý vị những tin tức đáng chú ý trong tuần qua kèm theo những phân tích và phê bình của các chuyên gia. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ hết năm và đây là cái buổi thu hình cuối cùng của năm 2022. Thành ra nhân đây chúng tôi muốn tổng kết lại những cái sự kiện chính trị nó có ảnh hưởng rất là lớn trong năm 2022 nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ tiếp tục vào năm 2023 để chúng ta à, nó tiện theo dõi. Dĩ nhiên một cái biến cố lớn nhất của năm 2022 là cái chuyện mà cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cuộc chiến tranh xâm lược này do ông Putin phát động ngày 24 tháng 2. Như vậy là nó đã qua hết gần từ, vào cái tháng thứ 11 rồi nhưng mà chắc chắn là trong tương lai nó còn dữ dội hơn nữa và người ta không biết rằng là tới bao giờ nó mới có thể chấm dứt cái điểm đặc biệt trong cái cuộc chiến như này đó nó đã làm cho cả thế giới phải ngạc nhiên và phải nói là sửng sốt bởi vì cái sự chiến đấu nó rất là mạnh mẽ và anh dũng của quân đội ukraine cuộc chiến này nó xảy ra hoàn toàn trái ngược nó, không, nó khiến cho người nga phải, phải chưng hửng nó không hề dễ dàng như cái hồi mà Nga xâm chiếm bán đảo Crimea như vào năm 2014 nữa. Cái cuộc chiến này ban đầu đó người ta cũng cứ nghĩ rằng là thôi rồi, là Ukraine sẽ nhanh chóng sẽ bị xâm chiếm và thống trị. Thế nhưng mà thực sự ra hoàn cái điều nó hoàn toàn ngược lại. Người, người quân đội của Ukraine đã đánh bật quân đội Nga ra khỏi cái những cái lãnh thổ bắt đầu bị tấn công của họ mà cho tới khi họ nhận được những cái vũ khí rất là tân tiến từ châu Âu, từ Hoa Kỳ thì bắt đầu họ đã thay đổi được cái tình thế, họ trở nên là những người tấn công và đẩy Nga vào cái thế hoàn toàn thụ động là những kẻ chỉ biết uh, ch chống đỡ. Và rõ ràng là trong cái cuộc chiến này nó, nó làm lộ ra tất cả những cái yếu kém của quân đội Nga từ trước tới giờ mình thế giới vẫn liên trí một điều là quân đội nga là một quân đội hùng mạnh không nhì thì cũng phải là nhất thế giới chúng chẳng chịu thua ai thế nhưng mà cái cuộc chiến ukraine thấy rằng là họ như phải xét lại một cái quan niệm nó như đinh đóng cột giống như hồi trước bởi vì rõ ràng là tinh thần chiến đấu của quân đội nga rất là yếu kém hệ thống lãnh đạo của họ cũng rất là lạc hậu và từ đó trở đi đó mình thấy rằng họ thất bại liên miên đưa tới cái chuyện như ngày hôm nay chúng ta thấy là uy tín của ông Putin xuống rất là thấp và quân đội của Ukraine coi như là không được tiên đoán là sẽ thua trận vào năm 2023 luôn. Một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái cuộc công cuộc chiến đấu của quân đội Ukraine chính là bản thân của cá nhân ông tổng thống Zelensky người ta cho rằng là chính ông với sự anh dũng với sự can đảm của cá nhân ông đã làm cho cục diện nó thay đổi làm cho kế hoạch của ông putin phải đảo lộn và từ đó ông zelensky mình thấy là đã thu thập được tất cả những sự nể trọng của các lãnh tụ của thế giới và đi đến một cái kết quả là The tham tạp, tạp chí The tham đã phải công nhận ông là nhân vật của năm 2022 hết sức là xứng đáng. Cái biến cố chính trị thứ hai nữa đó là cái cuộc dịch Covid-19 vẫn còn đang tiếp diễn. Như chúng ta đã chứng kiến rồi, cái cuộc dịch này thì nó đã bắt đầu từ những đầu năm 2020. Nó đã tung hoành và coi như là làm điều đứng cho cả thế giới suốt 2 năm liền. Thì sang tới năm 2022, mình thấy là đa số thế giới, Hoa Kỳ, Châu Âu, đã sản xuất ra được những cái vaccine rất là hiệu nghiệm và từ đó đẩy lùi được cái dịch những cái biện pháp phong tỏa ngăn chặn kể cả luôn cả đeo khẩu trang hay là giữ khoảng cách xã hội cũng đã được nới bỏ thế nhưng mà dịch bệnh vẫn cứ tiếp tục đẩy lùi và một phần khác nữa mình cũng phải công nhận rằng biến chủng của virus corona về sau này nó càng ngày nó càng yếu đi nó góp phần cho là xã hội đi tới một cái chuyện sinh hoạt bình thường như chúng ta thấy ở hoa kỳ ngày hôm nay thế nhưng mà ở Trung Quốc ngược lại thì nó lại không có sự tốt đẹp đó bởi vì như tổ chức WHO đã chỉ ra là vaccine của Trung Quốc quá yếu không có hiệu nghiệm thành ra nó không có tạo được một cái sự ngăn chặn phòng ngừa tốt đẹp giống như ở bên Hoa Kỳ hay Châu Âu mà nó cứ tiếp tục là lây lan thì Trung Quốc lại là, là chọn một cái thái độ là che giấu và vì mặt mũi của họ thì họ lại không có chấp nhận cái điều đó họ lại lấy một cái kế hoạch gọi là ngăn chặn chống dịch một cách hết sức cực đoan thay vào có nghĩa là chỉ cần một hay hai người mà bị nhiễm thôi thì cả huyện hay là cả thành phố đều phải chịu cái sự phong tỏa với cái cách đó thì họ hy vọng rằng là sẽ tiêu diệt được virus ngay từ trứng nước Thế nhưng mà sự thật thì cái việc phong tỏa xuông cho dù là cực đoan đến mấy nó cũng không có thể nào mà ngăn chặn dập dịch. Nó cứ âm ỉ mãi hết chỗ này tới chỗ khác. Dân chúng Trung Hoa, Trung Quốc bị phong tỏa liên tục khổ quá không không thể chịu đựng nổi thì mới nổi dậy biểu tình chống lại cho chính quyền. Thì Trung Quốc mới lật đặt, mới nới bỏ những cái rào cản mà họ đang áp dụng từ trước. Và chỉ chờ cái dịp như vậy thôi thì Covid-19 đã bùng nổ, lan tràn hết, gần như là hết nước của Trung Quốc. Cho tới đến nỗi mà chuyên gia nói rằng là vào năm 2023 này đây, Trung Quốc sẽ tiến tới cái mức là 8, hơn 800 triệu người nó sẽ bị lây nhiễm. Và cái điều này thì hiện tại nó đã là một mối đe dọa và gây ra hết sức lo ngại cho toàn thế giới cái sự kiện chính trị thứ ba mà chúng ta liệt kê có vẻ là lớn nhất là trong năm 2022 đó là cái cuộc biểu tình ở Iran rõ ràng là cái cuộc biểu tình này nó là một cái chuyện là lớn lao nhất của trong lịch sử của Iran chưa bao giờ người ta thấy có một cái cuộc gọi là biểu tình nó lớn như thế mà các câu chuyện nó khởi đầu thì cũng chỉ một cái lý do rất là đơn giản và nhỏ bé đó là có một cái phụ nữ của Iran là cô Amini chỉ bị cái bọn cảnh sát về đạo đức đó bắt giữ là bởi vì cô đội khăn trùm đầu nó không đúng quy cách. Thế nhưng mà không hiểu là trong đồn công an đã xảy ra chuyện gì mà cảnh sát đạo đức hành hung cô ghê quá và cô mất mạng ở trong đó. Thế là xã hội người ta không? người ta giận dữ người ta bùng nổ vì cái gọi là thói lạm quyền và sự tàn ác của cảnh sát đạo đức thôi người ta gọi là biểu tình để lên án và đòi những cái kẻ có trách nhiệm phải trừng phạt thế nhưng mà chính quyền iran quen cái thói đàn áp người dân từ lâu tới nay thế là không có thả mãn cái yêu cầu chính đáng đó mà lại ra tay đàn áp xã hội của iran uất đức bùng nổ thành một cái cuộc biểu tình toàn quốc và mục tiêu của họ cũng thay đổi là họ đòi cái giáo chủ Khomeini phải từ chức và giải thể luôn cái ch chế độ thần quyền của Iran để họ thành lập ra một cái cái một cái chính quyền dân chủ thực sự đại diện cho người dân Iran. Cái cuộc biểu tình của dân Iran nó trở nên rất là khốc liệt và bên kia thì Iran cũng đàn áp rất là khốc liệt. Cho tới giờ phút này đây cái, cái, cái cuộc biểu tình nó đã đi vào tháng thứ tư rồi. 573 người đã chết, 1.200 người bị thương và cả gần 20.000 người đã bị bắt giữ. Thế nhưng mà cái cuộc biểu tình này nó vẫn cứ tiếp tục mà có một cái cường độ nó không thua gì ban đầu. Thế nhưng mà người ta biết rằng là cái, cái chế độ của Iran nhất định là đã tuyên bố rằng là sẽ không có nhượng bộ và chắc chắn là họ sẽ tìm cách đàn áp những cuộc biểu tình này. Cho, cho cho tới khi nào mà nó sẽ chấm dứt, bởi vậy thế giới vẫn còn đang chú ý và lo ngại không biết là cái người dân của Iran sẽ vẫn dũng cảm và duy trì được cái sự chống đối của họ bao lâu. Đây là một trong những cái vấn cái sự kiện chính trị sẽ được theo dõi rất là kỹ vào năm 2023. Và một cái sự kiện chính trị to lớn à, tiếp theo là chúng ta phải nói tới là cái chuyện mà Trung Quốc. Đảng Cộng sản Cộng sản Trung Quốc đã, đã tổ chức được đại hội đảng vào cuối tháng 10. Trong cái đại hội này mình thấy là ông Tập Cận Bình đã đưa ra một cái chuyện phá lệ để tiến tới cái việc nắm cái quyền chủ tịch lần thứ ba. Mà hơn thế nữa là ông đã quy tụ, ông đã thành lập được một cái ban thường vụ chính trị. Toàn là những cái tay chân bộ hạ của ông từ, từ, từ trước. Và cái điều này rõ ràng là người ta thấy là ông đang có một cái một cái kế hoạch là tập trung quyền lực vào trong bộ ban thường vụ hay là cá nhân ông để tiến tới những cái những cái thay đổi rất là lớn trong tương lai ông muốn hướng dẫn Trung Quốc theo một cái con đường của Mao Trạch Đông xưa cho dù là một cái chuyện mà à, như thế nó sẽ làm cho, cho người dân của trung quốc mất đi bớt đi tự do những cái cho, lãnh vực mà kinh tế của tư nhân nó sẽ bị hạn chế thế nhưng mà chắc chắn là ông tập cận bình đã hướng tới cái chuyện là đổi lấy cái sự yếu kém kinh tế bằng một cái một cái sự ổn định chính trị cho đảng và cho cả cá nhân ông để cho cái đảng cộng sản trung quốc sẽ được lãnh đạo một cách an ổn và lâu dài chính cái điều này có lẽ làm cho người dân trung quốc đó trở nên rất là sợ hãi cho nên từ những cái cuộc mà biểu tình của người dân trung quốc chống lại những cái biện pháp phong tỏa của covid 19 chín thì mình thấy họ hô vang ra những cái khẩu hiệu là yêu cầu tập cận bình từ chức hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giải thể. Và đương nhiên thì ngoài cái chuyện mà dân chúng Trung Quốc lo sợ như vậy, cái doanh nhân của Trung Quốc cũng không có muốn hoạt động trong một cái tình trạng và kinh tế chỉ đạo bởi quốc doanh như vậy. Thành ra mình thấy có hiện tượng là họ bỏ chạy, tìm cách ra sinh sống ra ngoài ngoại quốc sinh sống hoặc là chuyển những cái vốn đầu tư ra nước ngoài để mà đầu tư Trung Quốc trong năm 2000 hôm vào năm 2023 thì Trung Quốc sẽ phải đối diện với một cái tình hình kinh tế mình nói là nó hết sức là ảm đạm bởi vì nó có những cái khởi đầu nó không tốt đẹp ngay từ cuối năm này và một cái quay trở lại với chính trị của to lớn của Hoa Kỳ thì mình phải nói tới cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua sở dĩ nó là một cái chuyện mà nó gây ra nhiều cái ảnh hưởng là bởi vì trước cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì hầu như là truyền thông của hoa kỳ kể cả những cái người mà về phía dân chủ cũng đều tiên đoán một cái điều là chắc là trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ đó người dân chủ sẽ thua lớn là bởi vì tình hình kinh tế vào cái ngày bầu cử nó, nó quá ảm đạm lạm phát rất là cao giá rồi giá nhiên liệu giá thực phẩm đều gia tăng cả thành ra từ đó người ta đều tiên đoán rằng là sẽ có một cái cơn sóng cộng hòa hay là cơn sóng đỏ thậm chí có nhiều người mô tả đó là một cái cơn sóng thần màu đỏ nó sẽ càn quét từ đông sang tây và đưa tới cái sự thảm bại rất là lớn là cho cái phía dân chủ thế nhưng mà kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ nó đã xảy ra hoàn toàn trái ngược chẳng có mình người ta thấy chẳng có một cái làn sóng màu đỏ to lớn nào nó xảy ra cả mà thậm chí ở thượng viện người dân chủ không những giữ được cái thế hòa mà lại còn cuối cùng kiếm được một thêm một cái ghế để họ trở thành một cái đa số rõ rệt chứ không còn là 50 50 như trước nữa mà bây giờ là 51 49. Mà họ chỉ chịu thua ở hạ viện với một cái tỷ số rất là mong manh, rất là nhẹ nhàng và người cộng hòa chỉ lấy được 222 ghế. Trong khi là à, dân chủ thì chỉ cũng giữ được 213 ghế chứ không phải là ít. Thì thưa quý vị đối với nước, cuộc bầu cử giữa kỳ mà nó vẫn được cho rằng hết, hết sức là thất lợi cho cái đảng của tổng thống đương kim đương nhiệm đó thì với một cái kết quả như vậy người dân chủ tỏ ra phải nói rằng là hết sức là hài lòng đối với tổng thống biden thì đây là một cái dấu hiệu làm cho ông rất là phấn khởi và tự tin đến cái nỗi rằng là ông cho rằng là người dân Hoa Kỳ vẫn còn tin tưởng vào chính phủ của ông và ông mạnh dạn đưa ra cái lời tuyên bố là ông sẽ tranh cử vào năm 2024. thì cái điều này rõ ràng là một là, là khiến cho cái người à, phía bên dân chủ hết sức là lo ngại bởi vì vấn đề của tổng thống Biden hiện có là vấn đề tuổi tác. Ngược lại thì dù cho chiếm được một cái đa số rất là mong manh như thế. Thế nhưng mà dẫu sao thì người Cộng Hòa cũng đã kiểm soát được Hạ Viện. Thì chắc chắn là ngày mùng 3 tháng 1 tới đây khi mà Hạ Viện uh, chính thức uh, do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đó. Người ta tin rằng là sẽ có nhiều cái tiểu ban nó sẽ ra đời để điều tra rất là nhiều cái vấn đề đang tồn động. Thế thì năm vào năm 2023 đó sẽ là một cái năm đầy những biến động về chính trị giữa đảng cộng hòa à, giữa những đảng cộng hòa giữa hạ viện cộng hòa và chính phủ của tổng thống biden và cuối cùng chúng tôi đi tới một cái sự kiện chính trị cũng có ảnh hưởng tới toàn cầu đó là chuyện mà chính trị của nước anh chúng ta biết rằng là trong vòng hai tháng mà nước anh có tới ba thủ tướng khởi đi thì ban đầu là ông boris johnson đó vì những cái quyết định rất là sai lầm của cá nhân khiến cho ông bị mất uy tín bị chỉ trích dữ dội buộc làm ông phải đưa ra tuyên bố từ chức thì cái đảng bảo thủ của ông nó vội vã kiếm một cái người khác thay thế và cuối cùng thì họ đề cử bà lee trust tức là bà lúc đó đang làm bộ trưởng ngoại giao lên thay thế cho ông boris johnson để trở thành thủ tướng thế nhưng mà khi ngay từ khi lên làm thủ tướng thì bà trust lại đưa ra một cái kế hoạch kinh tế để cứu vãn cái 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 cái, cái, cái để, để chống đỡ cho cái lần nạn lạm phát đang rất là nguy hiểm ở đất nước Anh đó. thì kế hoạch này nó lại càng bị chỉ trích thêm nữa khiến cho bà chỉ trụ được ở trong vị trí cái thủ tướng có 45 ngày và rồi lại phải từ chức rồi à, bây giờ thì chúng ta thấy rằng là ông Bộ cựu Bộ trưởng Bộ Tài Chánh Sunak đã lên làm thủ tướng và có vẻ như tình hình đã đã về về chính trị đó, thì nó đã yên ổn cho tới tận ngày hôm nay chưa thấy gì dấu hiệu gì nguy hiểm thế nhưng mà cái cuộc khủng hoảng chính trị nó xảy ra ngay vào cái lúc mà kinh tế của thế giới tức trở nên rất là tồi tệ nó đẩy cho kinh tế của anh Lâm vào một cái tình trạng lạm phát ngất ngưởng tới hơn 11% trong những cái tháng cuối năm của của, của năm nay và cái điều đó làm cho dân tình của anh nước anh rất là khốn khổ mình thấy là nước anh là một nền kinh tế lớn hàng thứ năm của thế giới thế mà trong cái thời gian lạm phát vừa rồi đó, rất là nhiều gia đình đã phải sống vào cái nguồn lương thực của những cái cơ quan thiện nguyện thì mình biết là cái tình hình kinh tế của nước anh nó sẽ lụn bại tới cỡ nào thế mà chưa hết nước anh còn lãnh thêm một cái tai họa thứ ba đó là chuyện nữ hoàng elizabeth đệ nhị qua đời vào cái lúc tuổi 96 và sau 70 năm trị vì. Thì từ lâu rồi thì nữ hoàng vẫn đã vì tuổi già thì cũng đã bệnh hoạn yếu đuối rồi. Thế nhưng mà bà gắng ngượng vào cái ngày mùng 6 của tháng 9. Nữ hoàng đã gắng ngượng để hoàn tất cái thủ tục là tấn phong cho bà tân thủ tướng Lee Church. Thì chỉ hai ngày sau ngày 8 tháng 9 thì nữ hoàng đã phải qua đời. Thì cái việc đó, đó nó làm cho ông Thái tử Trao ngay lập tức lên nối ngôi và thành vua Trao đệ tam. Thế thì cái chuyện này chúng ta thấy nó là hoàng gia đi vào một cái ngõ hẹp khác. Từ trước tới nay nữ hoàng Anh Quốc đã được thần dân của anh rất là yêu mến và tôn trọng là bởi vì công lao của bà từ cái hồi thế kỷ à, từ hồi thế chiến thứ hai cho tới giờ. Thế nhưng mà Thái tử Trao thì không có uy tín như mẹ ông ấy lên ngôi trong cái sự của, chống đối của rất là nhiều người và nhất là chúng ta thấy là, từ trước tới nay những cái khối những cái quốc gia thuộc liên hiệp anh hay là khối tịnh vượng chung do anh lãnh đạo đó thì họ vẫn chấp nhận một cái nguyên tắc rằng là lãnh à, là à, nguyên thủ quốc gia của họ cũng là nữ hoàng anh họ chấp nhận cái chuyện đó thế nhưng mà bây giờ với tình hình mới vua kinh trao đệ tam như vậy đó thì họ có giữ được có muốn giữ cái nguyên tắc đó hay không hay là họ muốn bãi bỏ nhân đó bãi bỏ luôn cái cái chế độ quân chủ mà họ vẫn đang chấp nhận từ trước tới giờ hiện giờ chúng ta thấy rõ ràng là có hai quốc gia họ đã bắt đầu đầu năm tới sẽ tổ chức những cái cuộc trưng cầu dân ý để xem là có chấp nhận là vua trao đệ tam là lãnh đạo của quốc gia họ hay không Điều đó mình thấy rõ ràng là hình như là câu trả lời đã có là không rồi. Và chắc chắn là nếu mà hai quốc gia đó nó không chấp nhận vua trao đệ tam trở thành là lãnh đạo của quốc gia họ thì sẽ có nhiều cái quốc gia khác đã sẽ nối sẽ nối gót và như vậy là vị thế và uy tín của hoàng gia anh sẽ sẽ có rất là nhiều rủi ro trong cái năm tới thưa quý vị đó là những cái là là những cái biến cố chính trị mà chúng tôi đã liệt kê ra một cái cách rất là chủ quan theo đánh giá của mình dĩ nhiên là với nhiều người khác có lẽ đó không phải là những cái biến cố chính trị lớn khác thì điều đó hoàn toàn là cái điều của, là công bằng và sau một bài quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại với một những cái tin tức đáng chú ý khác